Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của truyền hình Công an nhân dân. Thưa quý vị, vào tối qua tại Hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra chương trình nghệ thuật hội tụ non sông và bắn pháo hoa tầm cao. Chương trình đã thu hút hàng chục ngàn người dân của tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội và khách thập phương về tham gia. Để đảm bảo an ninh trật tự, Công an tỉnh Phú Thọ đã xây dựng các phương án, huy động gần 1.500 cán bộ chiến sĩ tham gia. Do chủ động làm tốt công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nên tình hình an ninh trật tự chương trình nghệ thuật hội tụ non sông và bắn pháo hoa tầm cao dịp giỗ tổ Hùng Vương năm 2024 được bảo đảm, không để xảy ra trộm cắp, móc túi, cướp giật, gây rối trật tự công cộng, ùn tắc và tai nạn giao thông. Chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng cho đồng bào và du khách thập phương tham dự về một lễ hội đền Hùng vui tươi, phấn khởi và an toàn. Sau một ngày, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm vụ án sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 135 tỷ đồng. Vào chiều muộn ngày hôm qua, hội đồng xét xử đã đề nghị mức án đối với các bị cáo. Sau khi phân tích đánh giá hành vi phạm tội của từng bị cáo cũng như áp dụng các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo mức án như sau. Nguyễn Thị Loan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vimedimex 30-36 tháng tù cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản. Nguyễn Quang Hưng, phó tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thanh Trì, phó tổng giám đốc tập đoàn Vimedimex 20-24 tháng tù cho hưởng án treo. Tạ Thị Vân, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư bất động sản Bắc Tử Liêm 24-30 tháng tù cho hưởng án treo. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 18-36 tháng tù cho hưởng án treo. Công an tỉnh Bình Phước vào tối ngày hôm qua đã phối hợp với Công an huyện Bù Đăng khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng Nguyễn Hồng Tâm trú tại huyện Bù Đăng để điều tra làm rõ về vụ truy sát sau khi mâu thuẫn xảy ra trong quán nhậu khiến cho hai người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 16 tháng 4, trong lúc Dương Mộng Tâm chú huyện Bù Đăng cùng một số người bạn đang ăn nhậu thì xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với Nguyễn Hồng Tâm. Sau khi được mọi người can ngăn, Hồng Tâm đi về nhà. Tuy nhiên sau đó Mộng Tâm tiếp tục gọi điện cho ông Nguyễn Hồng Thiện chú cùng địa phương đến chơi thì bất ngờ Nguyễn Hồng Tâm cầm con dao dựa xông vào nhà chém trúng đầu của ông Thiện, sau đó tiếp tục cầm dao đuổi chém liên tiếp vào chân và người của Mộng Tâm. Sau khi gây án, Nguyễn Hồng Tâm bỏ trốn khỏi hiện trường. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Nguyễn Minh Toàn sinh năm 1995, trú tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng xảy ra ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang trên đường tẩu thoát ra thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Vào tối qua ngày 17 tháng 4, lợi dụng chủ tiệm vàng Kim Sơn Hiền ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc không để ý, một đối tượng đã lẻn vào tiệm cầm búa đập tủ kính, lấy đi nhiều dây chuyền rồi bỏ chạy. Theo hình ảnh camera ghi lại, nghi phạm mặc áo sơ mi màu trắng, lái xe ô tô. Phát hiện sự việc, chủ tiệm vàng đã chi hô nhưng nghi phạm đã tẩu thoát. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, phong tỏa các khu vực để truy bắt đối tượng. Đến khoảng 12 giờ đêm cùng ngày, nghi phạm là Nguyễn Minh Toàn đã bị bắt giữ. Công an thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng phá thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng bị bắt là Lò Văn Phát, trú tại huyện Sông Mã, tăng vật thu giữ là 6.510 viên ma túy tổng hợp với khối lượng hơn 716 gram. Tại cơ quan công an, Phát khai nhận mua số ma túy trên của Sông A Hông, trú tại huyện Sông Mã. Khi đang mang đi tiêu thụ thì bị cơ quan công an bắt giữ. Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Sơn La đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Sông A Hông. Bản tin nhanh sáng nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.